Chị cho mọi người nghe, hôm nay em tiếp tục chia sẻ với anh chị cách treo cái đồng hồ sông Tuyển cổ nha. Dòng này là cái dòng cổ thùng đó, con này khá là đẹp. Con này khách cũng lấy rồi, sẵn em chia sẻ hướng dẫn luôn. Nó cũng giống như mấy con lần trước. Thì thông thường gỡ đi thì đa số cần lắc em sẽ gịch khóa dây thun lại, mình về mình mở ra. Nói chung cái này khi mở thùng xốp ra là em chim trong này cứng hết trơn rồi, với mấy cái dụ rồi để bên trong hết trơn rồi. Thì mình mở ra dưới đất, mở ra xong rồi mình treo lên đi, rồi mình đã mở ra dây thun chỗ thằng lắc này. Con này là dòng cổ mặt nó full đồng luôn, đồng này rất là hiếm. Đũa lắc cũng vậy, nó sẽ đi chung với chìa khóa. Thì mình lên cót thì đa số mấy dòng này thì cũng lên cót dẫn theo điều kia đồng hồ thôi, dẫn vừa cứng tay thôi. Thường có loại nó kêu tiếng lớn, có loại nó kêu tiếng nhỏ. Như con này kêu tiếng lên cót cũng lớn rồi. Con cá nó còn khỏe. Này em lên cót sẵn rồi, về mình chơi thôi, nữa mình treo 5-6 ngày sau mình đã lên cót lại. Thì thường gỡ thun ra luôn là cần lắc, máy nó khỏe là nó tự lắc luôn nè. Mình treo lên mình coi nó ngay không. Thường chỉnh nhanh chậm thì tất cả các đồng hồ dưới quả lắc nó đều có con ốc. Chỉnh nhanh cho nó nhanh thì mình dặn siết con ốc lên thì quả lắc nó sẽ đẩy lên cao. Này, đẩy lên nè, nó hở ra nè. Dặn chừng vòng hơi rồi mình quay kim tới mình theo dõi, nếu nó chạy trễ. Còn nếu nó chạy nhanh thì mình phải dặn con ốc xuống cho quả lắc nó thòng xuống. Còn nó sẽ nặng, nó sẽ chạy chậm. Nếu mà nó đang chạy nhanh đó thì mình phải cho nó ngừng lại. Rồi mình dặn ốc. Mình cho nó chậm lại. Tới cái giờ đó rồi mình mới cho mình khiều cho nó chạy tiếp. Còn nếu nó chạy chậm thì mình phải quay kim tới, chạy nhanh mới cho nó ngừng lại hoàn chỉnh. Này mén lên thì mình khiều nhẹ nè, nó sẽ có cái tiếng tích tắc nè. Như tiếng này nó bị đìa là điều rồi nè, nếu không điều là nó kêu tiếng nó bị dắt. Cái này em nhích cái thùng qua chút nè, đó tiếng nó bị dắt rồi, thấy không? Thường gì treo như vậy thì chúng ta điều chỉnh qua lại chút xíu, tiếng nó đều là nó chạy ok, không nó chạy chút xíu nó sẽ ngừng. Đó, tiếng nó đều là tiếng nó kêu rất là đều. Rồi mình quay kim thôi, này quay 30 phút nè. Thường thì dòng sông Tuyển nó có hai con ốc hai bên đây nè, bên đây con thì mình nhận gửi đi điểm siết lại, cái này nó chạy tới chạy lui. Mình con mà mình dặn siết cái phía này nè, như khi gửi hàng nó để nằm xuống đó, nó sẽ chạy vô trong cái búa phía trong, nó đụng vô cái dắp thùng này nó sẽ không có đánh chuông được. Thì anh chị phải mở nhẹ hai ngóc này ra, anh chị kéo ra chút xíu, mình quay kim mình thử. Cái này gửi đi là em dặn cứng rồi hết. Còn mình quay kim tròn 12 giờ mình coi nó gõ mấy tiếng thì mình điều chỉnh kim giờ về số đó thôi. Kim giờ thì mình quay tới lui được, kim giờ nó tự do. Còn kim phút nguyên tắc là phải quay tới chứ không có quay lui, chỉ quay tới vậy thôi. Kim phút mình không có quay lui, kim phút nó nằm nó ăn dưới cái bánh răng nên mình không có quay lui được. Kim giờ mình quay lui được. Rồi nói chung cũng đơn giản vậy thôi, dòng hai lỗ nó đa số nó như vậy. Dạ cảm ơn anh chị đã xem video, anh chị có thích thì cho em một like và nhấn nút chia sẻ. Anh chị có thắc mắc gì thì các bạn Zalo với em hay là gọi em á, có số điện thoại em có ghi trên màn hình. Dạ cảm ơn.